Hello, xin chào các bạn. Hello, hello. Hôm nay mình đang đứng ở một cái khu trung tâm thương mại của Mỹ các bạn ơi. Đó, ra đứng đây một mình ấy, nên là không phải đeo khẩu trang. Và ở đây ấy, nó có cái khu tập thể thao thể hình. Mà khi mà tập thể thao thể hình ấy, thì người ta sẽ phải đứng, giờ nó đứng rất là cách xa nhau à. Vào thì nó có mấy cái đồ xịt đấy, xịt để rửa. Và ở đây ấy, bây giờ người ta cũng mở cửa gần hết rồi, không sợ đâu, nhưng mà phải đeo khẩu trang để đỡ người ta phải phải lây cho nhau. Và mình đang đi đi ở đây ấy, là ở trong một cái khu ấy. Đó, khu là các cửa hàng ấy. Đó, đằng sau là những cái cửa hàng cửa hiệu ấy. Và khu này ấy nó cũng khá gần cái trung tâm của Downtown Atlanta. Đó, mình quay ấy, nhưng mà mình phải nhìn xung quanh ấy. Đó, là bên này này, bên này có trạm rửa xe, đó, rửa xe nha. Còn dưới kia ấy là mấy cái cửa hàng bưu điện này, bưu điện các thứ. Đó, tất cả các hàng quán ấy, người ta nước Mỹ ấy đều tập trung ở đây. Và bây giờ ấy là buổi chiều, tầm này tầm 3 giờ chiều rồi. Đó, 3 giờ chiều các bạn ạ. Và mình thấy cái không khí mặc dù hôm nay nó báo bùng ấy, nhưng mà bây giờ ấy, gần như là tan hết rồi. Chỉ hôm qua chỉ có một trận mưa nhỏ cho đợt báo này thôi. Và cái khu đường này nó cũng rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Và cái thời gian ấy, nó cũng rất là thoải mái nếu mà chúng ta thỉnh thoảng ra đường hít thở không khí trong lành ấy. Đó, chúng ta ra đường chơi. Đó, mình cho các bạn xem ấy, cái khung cảnh của Hoa Kỳ, cuộc sống của Mỹ. Đó, cái không gian ấy nó rất là đẹp, rất là rộng. Bởi vì chúng ta thấy ấy, nước Mỹ ấy nó vẫn là những cái nơi mà người ta muốn đến. Nếu mà hết hết đợt dịch virus này rồi thì chắc chắn người ta sẽ lại tìm cách qua Mỹ nữa thôi. Đây, để mình đi ra đường ở đây cho các bạn xem cái khung cảnh ngoài đường một chút. Bởi vì mỗi cái khu trung tâm thương mại nó đều có một cái quy định riêng, nhưng mà phần lớn ấy, khu nào nó cũng như vậy thôi. Khu nào nó cũng có những cái riêng của nó. Và các bạn ấy, mình sẽ đưa các bạn ra gần ngoài đường thêm một chút nữa. Đó, chúng ta sẽ ra ngoài đường thêm một chút nữa các bạn nhé. Đó, chứ bây giờ mình ở cái khu này ấy, nó cũng rất là thoải mái, mình cảm giác là không có sợ virus. Nhưng mà khi mà đứng vào gần người ấy thì mình chắc chắn là mình sẽ phải đeo khẩu trang. Đó, ở đây này, đây đường đường đó, đường đi là một khu trung tâm thương mại, đó ngoài đó là đường nhé. Đó, đường đi. Còn bên này ấy, đó là những cái trạm rửa xe của người ta nha. Đó, khu rất là đẹp. Đó, mình đi đi lại lại cho các bạn xem. Cái thời gian ấy, không gian rất là đẹp. Đó, thời gian thì nó cũng thoải mái thôi, nếu mà mình có thời gian thì thoải mái, còn không gian ấy thì thoáng đáng hơn hơn. Đó, xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Và bây giờ ấy, mình đang ở một cái khu của người Việt ấy. Đó, bây giờ hôm nay họ đóng cửa rất là sớm. Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Và hôm nay ấy, mình đang đứng ở cái khu của người Việt. Và ở khu này ấy, thì mọi người ấy bây giờ đóng cửa đi về nhà rất là sớm rồi. Như là họ mở cửa từ 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Cho nên ấy, việc buôn bán thời nay ấy, nó diễn ra cũng khá là nhanh chóng và khá là tiện lợi cho mọi người. Và bây giờ ấy thì hôm nay thành phố Atlanta sẽ có lệnh giới nghiêm, và bây giờ ấy mình đang ở ngoài đường
và mình đi đi mua một số đồ ăn. Nhưng mà bây giờ ấy, người ta cũng không có sợ cái virus bằng việc cái sợ bạo loạn ấy, bởi vì nhiều người thất nghiệp, nhiều người ở trong tù đi ra ấy, họ cũng có những cái hành động đó là bạo loạn và đập phá ấy. Cho nên hôm nay sẽ giới nghiêm vào lúc 9 giờ tối và người dân ấy sẽ ở nhà và không ra đường. Và bây giờ ấy, mình tranh thủ mình đi mua đồ để mình mua đồ ăn đó. Bây giờ ấy thì không biết ai là bạn ai là thù luôn, bởi vì nếu mà ra đường mà gặp những người mà bạo loạn ấy thì sẽ rất là khó khăn cho cái việc đi lại của chúng ta đó. Cho nên lại là mình đi ra đường và mình xem xét tình hình một chút và sẽ nhanh chóng đi về thôi, chứ không la cà nhiều. Và bây giờ ấy thì chúng ta sẽ cùng đi một vòng và nhanh chóng đi về ha các bạn ha. Ok. Chào các bạn. Đây là một cái khu của Mỹ, khu thương mại. Hôm nay trời nắng rất là đẹp. Trời nắng rất là đẹp và người ta bắt đầu đi làm hết rồi. Đó. Cái khung cảnh rất là tuyệt vời. Đó, đây là nước Mỹ các bạn ạ. Những cái cảnh, những khu, đây là một trong những cái khu thương mại. Những cái nhà hàng ấy, những cái nhà hàng ấy thì họ chưa mở cửa, họ chỉ take out thôi. Còn một số cái nhà hàng ấy thì mở cửa rồi. Đó, mình quay vòng quanh cho các bạn xem. Đó, đây là thành phố Norcross. Thành phố rất là đẹp. Cho những ai quên quên mất rằng nước Mỹ ấy, nước Mỹ chưa mở cửa và bây giờ nước Mỹ đã mở cửa trở lại. Và ở đây ấy, những cái khu nhà người ta vẫn còn đóng cửa, một số nơi vẫn còn đóng cửa, một số nơi thì đã bắt đầu mở cửa rồi. Đó, chúng ta nhìn xung quanh ấy, những cái khu nhà cửa hàng ấy, người ta bắt đầu dục dịch, bắt đầu mở cửa dần dần, nhưng mà ít khách quá ấy, nên người ta cũng phải đóng cửa và cho to go thôi, bởi vì ít khách quá ấy, không đủ tiền thuê mặt bằng đó. Đấy, các bạn thấy không, bên cái khu bên kia ấy, đó là những cái khu nhà. Và chúng ta thấy ấy, đó đó là lá cờ Mỹ ha. Đó, cái khu này cũng rất là đông, khu này cũng rất là đông đúc đó, và người ta đi lại cũng rất là nhiều đó, chúng ta cũng có thể thấy được. Và hiện tại thì mặc dù đã mở cửa rồi nhưng mà một số nơi thì vẫn chưa có hoạt động bình thường, và một số nơi ấy thì đã hoạt động bình thường rồi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của Liêm Dương Ảnh Hội Họa Dương Gia Liêm. Và hôm nay Liêm Dương ấy, ra đường xem cái không khí, xem cái tình hình nó ra sao. Và Liêm Dương cũng ra đây để chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái khung cảnh ở trên thành phố Norcross, thành phố Atlanta. Ở trên này ấy, thì không dính vào cái mấy cái vụ biểu tình. Ở trên này ấy, người ta cũng bình thường thôi. Người ta chỉ biểu tình tụ tập ở bên downtown. Còn khu này ấy, thì không thấy cái tình trạng biểu tình nha. Và không thấy cái biểu hiện gì ở đây hết. Ở đây rất là bình thường. Nó chỉ biểu tình ở những cái khu mà downtown thôi. Và những cái khu mà người ta tập trung đông ấy.
Và chúng ta thấy ấy, là nắng hôm nay rất là đẹp, nắng rất là đẹp, và mình ra đường ấy, mình cũng quay phim luôn, nắng đẹp này, còn người ấy, người cũng nhiều người ấy, cũng bắt đầu ra đường chơi. Và mình hy vọng rằng ấy, không biết người ta có thông báo cho là khi nào hết virus hay không, nhưng mà ra đường quay phim, ra đường mình quay phim đó, quay phim xung quanh cái khung cảnh để cho các bạn xem. Bởi vì bây giờ nắng nó to lắm rồi, nắng nó rất là nóng rồi. Ngồi trong nhà ấy thì cũng rất là bí bách, mà đi ra đường ấy thì cũng rất là sợ, bởi vì ra đường ấy thì sợ virus, còn ở trong nhà ấy rất là bí bách. Mà mình ở trong nhà, mình bị nhốt trong nhà bây giờ đã 2 tuần rồi, mình rất là ít khi ra khỏi nhà, ít khi ra đường ấy, chỉ vài lần đi chợ thôi, còn lại ấy, mình ở trong nhà rất là lâu đó. Nếu mà chúng ta nhìn sơ sơ xung quanh đây ấy, thì không thấy thấy vụ việc gì hết, đúng không các bạn? Người ta cũng đứng đi đứng này bình thường hết thôi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình phải đeo khẩu trang ấy, đó. Đeo khẩu trang đi ngoài đường. Và hy vọng là nếu mà mình đứng ở đây ấy, mà không có bệnh ấy, thì có thể mình bỏ khẩu trang ra. Đó, các bạn thấy không? Đó. Khu vòng quanh ở đây. Đây là Hoa Kỳ các bạn nha. Đây là nước Mỹ. Nếu mà chúng ta mà buồn ấy, thì chúng ta đi ra đường. Nhưng mà tùy từng tiểu bang thôi nha. Còn New York ấy, New York thì là một cái khu ấy, nó cũng rất là nhiễm bệnh, mà đến bây giờ ấy cũng chưa thể nào hết được. Còn ở đây ấy, cũng nhiều người nhiễm bệnh, người ta cũng chưa cho vào ăn gì hết, cũng rất là khó khăn. Và mình cũng ra đường ấy, mình cũng rất là cẩn thận. Ở đây ấy, nghe tiếng chim hót này, nghe tiếng nắng này, nghe những cái tiếng xe cộ đi lại này, rất là đời thường, rất là cảm thấy nó tuyệt vời luôn. Và cũng cảm thấy rằng ấy, mình được sống thì cũng là những cái thứ rất là tuyệt vời. Những cái thứ nó mất đi và những cái thứ nó còn lại, nó gần như là rất là khác thường. Và mình cũng tạm thời mình quên đi những cái khó khăn ấy, đó, mình vui sống, đúng không các bạn? Quên đi những khó khăn và vui sống thêm những cái ngày tháng mình ở Mỹ ấy. Đừng nên u sầu, sầu đau, bởi vì sầu đau u buồn ấy, nó cũng chỉ là trong những cái cảm nhận của mình thôi, bởi vì nó không phải là những cái thứ nó lâu dài. Đó, trong cái phút chốc ấy, là chúng ta cũng có thể thấy được rằng đó là mọi thứ ấy, nó diễn ra rất là thuận theo tự nhiên, mọi thứ ấy, nó diễn ra rất là bình thường, và làm cho chúng ta ấy, cảm thấy rằng cuộc sống ấy, nó rất là vô thường. Đó, máy bay thì bay trên trời rồi, và chim thì hót này, nắng thì vàng. Đó, mọi thứ nó, nếu mà không có virus ấy, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Cái tệ hại nhất của cái virus ấy, là cái nhiều nhà hàng ấy, nhiều nơi ấy, vẫn chưa mở cửa trở lại để cho chúng ta đi ra đường nhé. Đi ra đường chúng ta chỉ có thấy sợ thôi. Đó. Đây, mình quay cái khung cảnh ở một cái khu mà người ta buôn bán cho các bạn xem. Đó, khu từ khu giặt là quần áo này, đó, khu bên kia khu giặt là quần áo này, các nhà hàng này, và khu kia là mấy cái nhà hàng luôn đó. Đó, bên đó là mấy cái nhà hàng Việt Nam luôn. Đó, mấy nhà hàng Việt Nam. Và bên kia là tất cả những cái khu thương mại, khu dịch vụ của nước Mỹ. Và ở bên kia là chúng ta thấy ấy, đó là những cái nhà hàng, quán ăn và những cái cửa hàng mỹ phẩm rất là đẹp. Và chúng ta thấy ấy, đó là cái nơi mà chăm sóc trẻ em,
Và bên này ấy là những cái nơi mà chúng ta thấy ấy, đó là những cái bưu điện này, những cái cửa hàng mỹ phẩm này. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, không khí ấy, nắng Mỹ ấy, nó rất là vàng. Quay vòng vòng cho các bạn xem ha. Đây, ở bên này cái nắng nó có vẻ đẹp hơn. Nắng có vẻ đẹp hơn ở bên kia. Đó. Vâng, và hôm nay ấy, mình ra đường mình làm một số thông tin như vậy thôi. Đó, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn quý vị và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh ấy, thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Bởi vì mình rất là chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đây, bây giờ mình chuẩn bị mình đi về đây. Đó, rất là cũng sợ virus nhưng mà cũng không sao. Đó, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo nha.